tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, đón cơn mưa tài lộc, giàu có khủng khiếp, làm gì cũng đỏ hơn son, đổi vận giàu sang, đúng trong năm Ất Tỵ 2025, được hưởng phúc lớn khi về già. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ được gặp lại quý bác tuổi Đinh Mùi trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp, mến chúc quý bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của quý bác tuổi Đinh Mùi nữ mạng như cá gặp nước, không ít những cơ hội kéo đến, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa phú quý hơn người. Nếu như quý bác hữu duyên xem được video này thì may mắn, thời cơ sẽ đến, chắc chắn sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý bác tuổi Đinh Mùi nữ mạng về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, cách hóa giải vận hạn, tuổi xông đất, hướng xuất hành, nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý bác biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2025 âm lịch này, quý bác cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng. Đinh Mùi hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc đàn. Năm sinh dương lịch, từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 1 năm 1968. Năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, Thiên Can, Đinh, Tương Hợp, Nhâm, Tương Hình, Tân, Quý, Địa Chi, Mùi, Tam Hợp, Hợi, Mão, Mùi, Tứ Hành Xung, Thìn, Tuất, Sửu Mùi, Mạng Thiên Hà Thủy, Nước Sông Thiên Hà, Khắc Thiên Thượng Hỏa, Con Nhà Hắc Đế, Xương Con Dê, Tướng Tinh Con Rồng. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng, với nạp âm hành thủy, do can đinh hỏa kết hợp với chi mùi thổ, hỏa sinh nhập thổ bằng can sinh chi. Tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trắc trở trên con đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can, mậu, tỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh, là can hành hỏa, mang lại cho Đinh Mùi tính can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng. Họ biết cách đề cao ưu điểm và che giấu nhược điểm, không giống như những tuổi mùi còn lại, con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành hỏa khiến Đinh Mùi nữ mạng, năng động và mạnh bạo hơn, họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu khi bị xúc phạm. Họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi mùi. Đinh Mùi nữ mạng rất giỏi trong cách giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế, con giáp này khá hợp lý và thông minh. Bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối, do bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Đặc biệt, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hỏa, gặp địa chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngon nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Nên con giáp này cuộc đời có nhiều may mắn, nhưng cũng phải biết tích đức để gia tăng thêm nhiều phúc báo, thọ mệnh cũng nhờ thế mà được dài lâu. Cuộc đời có thăng có trầm, trong cuộc sống được Phật A-di-đà Như Lai hộ mệnh, Phật xá lợi tử ban phúc nên có nhiều may mắn và hưởng được những việc tốt bất ngờ. Ngay từ tấm bé, Đinh Mùi đã phải trải qua vô vàn khó khăn, đến độ tuổi trung vận, mọi sự có phần yên bình hơn nhưng cũng không tránh khỏi phải lao đao, vất vả. Chỉ đến khi Đinh Mùi bước sang tuổi hậu vận thì mọi sự mới tiến triển tốt đẹp, được hưởng lộc lá an nhàn. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng có thể chất khá tốt, không phải là hạng dễ ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, lại thường bị tổn thương về sức khỏe tinh thần nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm luyện tập để tăng cường sức đề kháng. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Cuộc sống của tuổi Đinh Mùi đơn giản chỉ là chỉ cần tình yêu thương và sự bình yên, họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Đặc biệt, nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi nữ mạng sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ, tấm lòng nhân ái và tốt bụng, không cho phép họ từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính lương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi này rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng
hợp với những người có tính tình thật thà, hiền lành như tuổi Hợi, tuổi Mão. Ngược lại, mối quan hệ của tuổi Mùi với những người tuổi Sửu, Tý, Dần, Tỵ sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột. Nhìn chung, cuộc đời nữ mạng Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi, thảnh thơi tận hưởng cuộc đời vinh hoa, giàu sang, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức sẽ tự khắc được gia tăng. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Đinh Mùi theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Đinh gặp Ất, Bình Hòa, xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em bạn bè mang lại, nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của bản thân. Xét về địa chi, Mùi gặp Tỵ, Bình Hòa, hành sự dễ dàng do ít chịu tác động từ ngoại cảnh. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc cho thấy dấu hiệu giảm sút về sức khỏe, đề phòng ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đương số cần kiềm chế tốt về phương diện cảm xúc. Tiểu kết, từ mối quan hệ can chi và ngũ hành, có thể thấy vận trình của nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Ất Tỵ 2025 là bình hòa. Bạn có thể hài lòng với những gì mình đang có, không cần quá bon chen hay tranh đấu mà mệt thân. Năm nay cũng cần đề phòng thị phi, làm tổn hại danh tiếng, sức khỏe có phần sa sút nên chú ý điều dưỡng và chăm sóc. Thứ hai, xem tử vi Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng theo sao hạn. Năm 2025 nữ mạng tuổi Đinh Mùi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn, sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú chiếu, nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào, thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội, có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình, dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng. 6 tháng cuối năm mọi sự sẽ có khởi sắc, đặc biệt những người mệnh thổ lại càng không đáng lo ngại. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Vào năm Thổ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha, lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá, phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mưu tính đại sự, nên tránh 2 tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh phung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người bị sao Thổ Tú chiếu nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là 9 điều lành, tránh cãi vã, tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh tương khắc, hành thổ thì thổ tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và màu trắng, bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với sao Thổ Tú, bản mệnh tuổi Đinh Mùi nữ mạng nên chọn màu hợp nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn, do Thổ Tú là sao trung tính, gia chủ cần mạnh dạn trong công việc kích vận khí, tận dụng cơ hội, may mắn nếu có. Hơn nửa sao Thổ Tú tuy xấu, nhưng cũng không thuộc 3 sao tham chiếu mạng xấu nhất. Để hóa giải vận hạn của sao này, bản mệnh nên tích cực làm nhiều việc thiện, sống thành tâm, lương thiện, chân thành, không màng công lao mà giúp đỡ người khác, phúc phần này sẽ được soi tỏa,
cuộc sống nhờ vậy mà cũng giảm bớt gian truân, trở ngại. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi theo niên hạn là hạn Diêm Vương. Theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương vừa là hạn tốt vừa là hạn xấu, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người đau ốm, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi cho những người thuộc phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé, thì hạn chế sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không được chữa trị cẩn thận, cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này, thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh. Những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng, như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể vong mạng về chầu Diêm Vương, cho nên khi nhắc đến niên hạn này, luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi phải hạn Diêm Vương. Với người đau ốm, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của, nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này, sức khỏe người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người khỏe mạnh, bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi nó mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó cần lập chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng, chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn Diêm Vương thì cần nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu mà cho đi không cần nhận lại. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Đinh Mùi, nữ mạng. Năm 2025 nữ mệnh tuổi Đinh Mùi gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ dẫn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2025, tuổi Đinh Mùi nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Đinh Mùi cần tránh các năm tam tai, Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1967 Đinh Mùi sẽ phạm đại kỵ tam tai năm thứ nhất. Không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi 1967, nữ mạng, có phạm kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1967 là 59 tuổi, theo tuổi Mụ, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi 1967, nữ mạng, có phạm hoang ốc không? Năm này nữ mạng Đinh Mùi là nhất cát, không phạm hoang ốc. Nhất cát hay còn gọi là nhất kiết, có câu nhất kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt.
Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi, 1967 nữ mạng, có phạm thái tuế không? Đinh Mùi 1967 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi, 1967 nữ mạng, có phạm hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Đinh Mùi 1967 trong năm Ất Tỵ 2025 gặp trạch khắc xấu. Người xưa có câu thơ rằng: làm nhà cầu trạch vạn từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp trạch, bại, hư, khóc, quỷ, tử, chắc chắn là sát với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ, gia chủ nên trừ ra. Tóm lại, gia chủ Đinh Mùi trong năm 2025 gặp trạch khóc, không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm này. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Đinh Mùi nữ mạng. Dựa trên mối tương quan về can chi ngũ hành giữa đương số và lưu niên Ất Tỵ, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định được cát hung ở các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Mùi nữ mạng trong năm 2025, chi tiết như sau. Về phương diện sự nghiệp, trong năm 2025, người tuổi Đinh Mùi may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do quý Bác Đinh Mùi nữ mạng chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên, vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm, nhưng nếu đó là sự lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, trong năm Ất Tỵ 2025, thiên can Giáp và Mộc xuất hiện thiên quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực. Chẳng những ít sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự thận trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài, do đó trong năm này, nếu Đinh Mùi nữ mạng mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ, không nên chủ công, lấy tĩnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, ắt tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định, theo từng giai đoạn, cái chính là bản mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Về phương diện tài lộc, tử vi 2025 nhận định về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Đinh Mùi nữ mạng nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn, buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Năm 2025 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về phương diện nhân duyên của Đinh Mùi, nữ mạng, thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này có thể đối mặt với đổ vỡ, chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm,
vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Những lúc thế này, bản mệnh nên bình tâm lại để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Ngoài ra, vợ chồng nên cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống, sẽ ngày càng gắn kết, ít chuyện phiền muộn. Trong năm có thể dành nhiều thời gian cho mình và gia đình nhiều hơn bằng những chuyến du lịch hay đi chơi xa quý cô bác nhé. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm 2025, tuổi Đinh Mùi nữ mạng bị hung tinh tang môn, thiên cẩu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Bản mệnh sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng bất lợi từ hung tinh gây ra như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng, pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý, cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm, Đinh Mùi nữ mạng cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Vâng, thưa quý vị, tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mạng năm 2025 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn, các phương diện cuộc sống không có quá nhiều thử thách hay khó khăn, thậm chí nếu gặp phải trở ngại, cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Dưới đây là cách tuổi Đinh Mùi hóa giải vận xui xẻo năm 2025 ở từng phương diện. Về công việc, tuổi này không phạm xung trong năm 2025 nên kế hoạch công việc diễn ra bình ổn, ít trục trặc. Tuy vậy, đây là một năm bình hòa với bạn, chưa có nhiều khởi sắc rực rỡ, vẫn cần phải chủ động, cố gắng nhiều hơn. Nhưng dù sao, đó cũng là tín hiệu khả quan đối với bạn nên hãy cứ quyết tâm theo con đường mình đã chọn. Về tiền bạc, tài chính có nhiều tín hiệu khởi sắc, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nếu hài lòng với mức thu nhập này, bạn chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống chứ chưa dư dôi cho lắm. Kinh doanh buôn bán sẽ có lợi, nhưng chớ nên tham lam mà liều lĩnh đâm đầu mù quáng. Về tình duyên gia đạo, ngũ hành xung khắc khiến mối quan hệ vợ chồng mâu thuẫn, đôi khi có xung đột giữa các thành viên, nhưng may mắn không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Về sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu giảm sút, thể trạng không còn được sung sức nên dành thời gian chăm sóc bản thân, xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để đẩy lùi bệnh tật. Trong năm 2025, nữ mệnh Đinh Mùi gặp sao Thổ Tú chiếu mạng và hạn tuổi là hạn Diêm Vương. Cách hóa giải hạn Diêm Vương cho quý bác Ất Tỵ nữ mạng năm 2025. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng thạch trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào năm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Xem tuổi sông nhà,
Xung đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xung đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xung đất vào đầu năm mới. Các tuổi xung đất tốt với người tuổi Đinh Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Mão 1999, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1939, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt, Ất Dậu 2005, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Ất Mão 1975, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Ất Dậu 1945, tốt. Các tuổi xung đất xấu với người tuổi Đinh Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Canh Dần 1950, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Bính Dần 1926, bình thường. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Mùi, nữ mệnh, trong năm 2025 này. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực, rèn luyện bản thân ngày càng vững mạnh, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn chớ nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn, với một tâm thế sẵn sàng luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình. Chắc hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế là hết khó khăn này. Đến khó khăn khác, hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời. Chúc quý vị luôn vững vàng và mạnh khỏe vượt qua sóng gió của cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mạng năm 2025, giúp quý bác đổi đời giàu có hơn người. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.